tên Trà My Cuộc Sống Mỹ. Bữa nay cô cháu mình ăn món phù trúc cuốn với rau sống. Loại rau sống, xin mời các bạn thưởng thức, gồm có dưa leo, rau thơm kèm với táo và gông biển. Gông biển là món để cuốn với lại phù trúc. Cái phù trúc này là ăn chay được mà ăn mặn cũng được luôn, rất là ngon, dễ làm mà lại ngon, kèm với bún và củ cải muối. Nói chung cái món này là ăn chay cũng được, thì tại hai cô cháu mình ăn mặn nên sẽ ăn chung với nước mắm. Thì nước mắm này là nước mắm tỏi ớt. Cái này là do Trà My làm, rất là ngon mà lại rất cay. Thì cái phù trúc này các bạn cũng có thể chiên được, nướng được. Ví dụ như các bạn muốn nướng thì các bạn về các bạn rửa xong, cái các bạn thoa một chút dầu thôi, cái xong bắt đầu mình nướng, mình để lên cái bếp điện mình nướng. Còn nếu mình chiên thì mình cũng bỏ ít dầu xong mình để chảo nóng mình chiên. Cái này là chiên cho nó vàng như vậy chứ không phải là khét, tại vì cái lớp ở ngoài nó có một cái lớp gông biển nên nhìn rất là hấp dẫn. Ở trong thì chắc là không biết trong là gì hả? Trong chắc là hủ kia á. Là hủ kia hả? Dạ. Yeah. Nóng quá. Lúc mà còn nó còn ở trong cái bịch đó mọi người, dễ thương lắm, là những cá. Đúng rồi. Có dãy nữa, có dãy lần này lần đi, dễ thương lắm. Sorry, nóng quá. Thôi để cắt nửa thôi. Cắt hết. Thì buổi tối hai cô cháu chỉ ăn như vậy thôi. Mời mọi người thưởng thức ha. Gồm có bún kèm theo. Rồi, bây giờ xin mời mọi người cùng ăn. Đây là nước mắm Trà My làm. Được cái nào không ngon mà làm nước mắm cũng được. Rồi xong rồi thì mình lấy một cái miếng siwi, xong bắt đầu mình bỏ, thì cũng giống như mình ăn thịt ba gọi cuốn tôm vậy đó, cũng y chang như vậy. Nói cái chảy nước miếng. Lấy dưa leo kèm theo, một miếng táo cùng với gao. Gao thơm thì hai cô cháu mình chỉ dùng có ba loại gao thơm thôi: tía tô, kinh giới và gao giáp cá. Còn mấy cái loại khác khó ăn quá nên các bạn có thể thêm vô mấy cái loại gao thơm đó cũng được. Không muốn ăn bún mà bún á. Dạ, đây cho con một miếng to nhất. Sorry, bún dính quá. Mà bún này ngon hơn bún tươi nha. Bún mình tự luộc ở nhà hả? Dạ. Ừ, mình luộc rồi mình phải bỏ vô. Với lại thường bún á, mình nên ở bên Mỹ á, không có bún, cũng có bún tươi nhưng mà cái mà ăn ở nhà mà đột xuất á, là mình nên luộc xong rồi bắt đầu mình bỏ vô microwave trong vòng vài phút á, không trong vòng một phút thôi cũng được, để cho nó gáo rồi nhìn thì nó tươi, nó hấp dẫn hơn. Đây là cuốn hơi to một chút. Xin mời mọi người cùng ăn. Chấm với lại nước mắm. Nước mắm mà nước mắm chung mi.
Ngon vậy. ngon cái... cái công biển này nó làm cho các bạn dễ, muốn ăn lắm mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Kèm theo đó là có táo á, táo đồ, với lại rau thơm á, nên cái phù chúc nó lại thêm hấp dẫn. Món món ngon mà dễ làm lại nhanh nữa. Cái phù chúc này nè, chợ nào ở bên Mỹ cũng có bán hết, vô ngay cho cái khu đồ chay á là rẻ lắm các bạn, mà lại dễ ăn nữa. Nhất là ăn chay, ăn chay thì mình chỉ cần làm nước mắm chay thôi là ăn được. Đây là cái video đầu tiên của hai cô cháu mình nên mong các bạn nhấn like và subscribe. Cảm ơn nhiều. Để đang có động lực làm thêm cái món mới hấp dẫn hơn. Thí dụ như món này mà có thiếu sót cái gì á, các bạn comment xong rồi hoặc là chỉ cô cháu mình nấu thêm mấy món khác, tại vì hai cô cháu cũng không có rành nhưng mà lại rất thích nấu ăn. Thôi mình nấu ăn ngon mọi người. Thích nấu nhưng mà Phương chịu khó tìm tòi lắm. Nếu mà nấu mà chịu khó ăn là ngon lắm. Chịu khó ăn mới ngon nha. Thôi ăn cái này chắc phải là ăn bốc mới ngon. Cái này các bạn cũng có thể thêm chuối chát nè, thêm khóm vô. Hai cái đó cũng ăn rất là ngon. Ví dụ như mình order chỗ tiệm đồ chay á, cái này mình cũng chỉ bắt chước ở cái quán tiệm chay thôi, cũng dễ làm nên ăn cũng được. Bảy không biết nữa, tại bảy đâu, bảy ít có về Việt Nam, nhưng mà ở Việt Nam chắc có, mà Việt Nam cái gì cũng có. Hình như có nhưng mà con thấy bán đồ chơi như hay kho, chắc chắc cái này là mà con không biết phải không. Không, cái đó loại khác nữa, cái đó loại khác nữa. Kèm với lại giáp cá ăn cũng chua chua, chua chua làm miệng mình ngon miệng á. Đây là cuốn thứ hai nha mọi người, cuốn không có được đẹp. Mình cũng có thể cuốn với bánh tráng luôn nhưng mà xiên là đủ rồi, xiên là chất lượng nhất. Uống nước nhiều bé lấy nha, không có nước đói bụng quá nên ăn nhanh. Không thành hồi nãy giờ hai cô cháu chuẩn bị. nãy giờ công trình là đồ ăn không giữ dao và cái chuẩn bị quay xong cái mới phát hiện cái này nè, cái máy chỉnh thu âm á, hai cô cháu ngồi mò mò nửa tiếng đồng hồ, pin điện thoại từ 100% xuống còn 50% chưa mò ra nữa, ngồi gần 2 tiếng đồng Nên hồ. cái video đầu tiên á, nếu mà có thiếu sót gì mong các bạn thông cảm. Với lại bên cạnh đó mình cũng muốn giới thiệu cho người nhà, không phải của mình nha các bạn, mà là cái tiệm của đứa cháu. Nó bán gì sâm yến, collagen với lại đông trùng hạ thảo mà rất là chất lượng. Những ai ở quận Cam hoặc là ở Cali á, thì mình sẽ cho cái địa chỉ và số phone trực tiếp đi đến đến đó mua luôn. Còn ở tiểu bang khác á, thì sẽ là ship ship free shipping nha các bạn. Nếu các bạn cần á, thì yến rất là tốt mà chất lượng rất là uy tín. Đông trùng hạ thảo cũng vậy, với lại collagen da với lại sâm nữa, thì tất cả những cái gì mà về sức khỏe, về mỹ phẩm, mỹ phẩm về da về gì đó là người nhà mình cũng đều có hết, nhưng mà không phải là của mình, của người nhà. Thì mình chỉ, nếu các bạn muốn thì mình sẽ cho cái địa chỉ, nếu ai ở tại quận Cam thì mình sẽ cho cái địa chỉ và số phone. Các bạn chỉ cần đi ra đó là đều có hết, mà hàng rất là tốt, không khỏi sợ bị lầm. Ở đó có làm facial nặng nhẹ mình đó mọi người,
Đúng rồi, mà cái đó busy à. Mấy cái này là bây giờ đang ở mùa mùa Covid ở nhà Đúng đó rồi, đúng rồi. Tại vì nên đang mùa Covid nên có các ít làm. cũng có Sau làm, cũng có sau làm, khi nhưng mà xong chắc phải lấy thì hẹn. Nhưng mà bây giờ thì chính phủ cũng chưa có cho mở cửa đó, không biết. Nhưng mà cái cửa hàng đó thì chuyên gì bán về cái xanh sức đồ gì sức khỏe đẹp. cái sản phẩm Siwi này thì ở đâu cũng cũng có bán. Nghĩ vậy Việt Nam chắc cũng có nhiều. Mà mình mua cái này ở chợ Hàn Quốc. Nước mắm ngon á. Thơm. Ăn miếng bự đi. Ăn rồi tập thể dục. không tình ngày nào con cũng tập thể dục Ừ. luôn á, mà không có ngày con đêm nữa. Không biết còn quay không? Nãy Còn giờ quay, còn quay. Có khi nào cái mình ăn xong hết chứ mình coi lại nó chưa quay không? ở Mỹ cũng không biết chừng nào mở cửa lại đi làm nữa các bạn. Mà mọi người biết không? Ở nhà cũng chán nên phải kiếm cái gì đó làm. Nên chà My thích làm YouTube, xong rồi hai cô cháu tập tành. Ủa chứ giờ cũng không biết Cali chừng nào mở cửa để đi làm lại nữa. Mà bây giờ mọi thứ là đứng một chỗ luôn á, không biết, không không có, không biết là ra sao luôn. Mình giới thiệu cho các bạn biết cái rong biển ha. Cái rong biển này nè, mình thích ăn cái loại này nhất. Nhưng mà nếu mà ăn không á, nó hơi mặn, nó hơi mặn nên mình phải ăn kèm với cơm. Mình cũng có thể làm sushi được luôn. Mình biết là sao cái món này ngon không? Tại vì lúc cuốn á, mà mình ăn kèm với táo á, bỏ táo vô á, thì như nó ngon hơn bình thường. Nếu mà có chuối có khóm nữa ngon nữa. Dạ. Bạn biết không, biết sao nó làm cho mình chua chát á, làm dễ ăn hơn. Rồi Mình thích mình thích cái khẩu vị của đúng mình. rồi, nó làm mình với lại cái rau, mấy cái loại rau này nè, với lại nước mắm ớt cay á, nó làm mình cảm thấy thích ăn, ăn no cũng không sợ mập. Tại mấy cái này toàn là đồ tốt cho sức khỏe không các bạn, lâu lâu mình nên ăn như vậy nó tốt hơn. Cái này đem nướng cũng được mà đem chiên cũng được luôn. Nhưng mà nếu mình nướng thì nó thơm hơn. Cái này là mình tháo cái bọc ni lông ra, xong rồi mình rửa sạch, cái mình để khô, cái mình thoa lên một cái lớp dầu á các bạn, lớp dầu ăn á mỏng thôi. Rồi mình để lên bếp mình nướng thì ăn cái mùi nó thơm hơn là chiên. Chiên thì nó nhiều dầu mỡ. Biết nãy giờ mấy cuốn không? Ăn ngon không biết nhiều cuốn. Nhiều hơi nhiều lắm. Ở nhà ăn quen ăn bốc. Lên đây thì lịch sự dùng đũa. Hồi nãy mới đầu video ấy, thật sự lấy đũa gấp nhưng mà quên cứ đọc cái Ăn tay nó bốc. ăn ngon hết hồi bốc luôn. Nhưng mà bữa cuốn đầu thôi, một hai cuốn sau là quên hết kìa. Thì ăn cái này nó ăn bốc nó nhanh hơn.
gấp nó không có dính. Nhưng mà cái này á, nhưng mà mình không ăn nước mắm á, mình ăn nước tương luôn ta. Được, ăn ăn nước tương, ăn làm nước tương chay á, ăn cũng càng ngon nữa. Cái này là bác lúc đầu tiên ăn á, mùi nó giống như mùi dầu gió xanh vậy á, nhưng mà ăn giao này với là mùi giao kinh giới. Dạ. Giao tiếp không? Giao không, vì giao này giao kinh giới. Giao kinh giới. Rồi cái màu đỏ đỏ mới là tiếng tô. Nhưng mà ăn được ăn gì luôn á. Muốn là muốn gương. Đúng rồi đó, bỏ này vô thơm lắm. Mẹ mẹ có dính vô. Dạ không. mình xếp lại làm hai á, để khi mà mình cắt á và mình lấy ra là nó thành ra làm hai luôn, cái này cũng dễ lắm. Nếu mà các bạn mà không bẻ trong đây sẵn á mà lấy ra bẻ nó nát hết à. Đúng rồi, giống như quảng cáo con biển. Cái này là chia sẻ nha mọi người chứ không quảng cáo nha. Không có quảng cáo gì hết á. Nó giỡn à. Đây đó, thấy không? Ngon không? Ăn hết một bịch rồi, bây giờ hai cô cháu làm tiếp một bịch nữa. Cũng gần hết rồi. Mình đi nó có ăn bún ta. Vậy con phải ăn bún đi. Chị Huy khôn quá, ăn phụ chút không à? Tại gói bún như này bị bể chứ. Nhưng mà ăn bún thì mau no, cũng phải no rồi đó. Ăn cái bất cứ cái loại gì á mà có táo vô là thấy ngon á. Ha. Dễ ăn. Tại vì nó ngọt ngọt, nó mát mát á. Không ăn cuốn như vậy đó. Nếu ăn bánh chén á, con phải ăn năm cuốn còn ngon. Đúng rồi, tại có bánh chén rồi bún nữa. Cuốn này, cuốn này bự quá. Bự nên nó bể. Không biết làm sao ăn nữa. Nó no mà ngon quá, cứ ăn suốt à. No con ăn hết đi. Bé ăn cuốn này xong mới ngưng nha. Nãy giờ chắc 7-6 cuốn nữa. Ít mà đâu có nhiêu đâu. Nó 6-7 cuốn rồi. Món này ngon ha, dễ ăn ha. Lâu rồi con không ăn á. Ủa, Bảy có làm cái này cho con ăn chưa ta? Có, bé làm cũng mấy lần á. Nhưng mà sao mình không ăn này nữa ha? Từ lúc ba chuyển qua ăn mặn thôi, cái mình ít ăn đó. Đúng rồi, hồi đó ăn chay á nên mình hay ăn. Lúc trước á cô mình ăn chay á, ăn chay chuồng á, tại vì ăn món này thường xuyên lắm. Không biết sao mà thấy cô mình ốm quá, cái ăn nhạt chuồng hoa ăn mặn đi, ăn trên á có da có thịt xíu giờ mập luôn. Ai ngờ đâu, từ lúc chuyển qua ăn tìm lại hả, tìm lại chính mình á nên nó hả ăn khí thế luôn. Một ngày ăn 4-5 lần. Ai mà có ngờ chuyển qua ăn mặn. Đây là cái của em nè. Cũng chọn anh Trang với cái mặt mình. Mà cũng bảy bự hơn nè. Thấy không? Cho thử coi. Ăn hết trơn rồi, hai con cháu khôn ghê, ăn còn bún.
cũng hết gao luôn, gao ngon ha, nhìn gao hấp dẫn. Bé Thảo này ngon nè. Hả? Bé Thảo cái này ngon Vậy hả? Mà thấy không ai ăn nó tưởng là chê, nè. còn Con có chảo ăn luôn mà kìa. tại nhiều quá. Vậy hả? Uống nước ngọt không? Bếp nữa lon. Chia Sao đi. mập nè. Chia đi, ăn này phải uống chút xíu. Mấy cái ly rồi bị khó nha. Khỏi nước đá nha, tại cái này lạnh rồi. Mời mọi người uống nước ngọt. Ủa bé kêu mọi người nấu lon mà. Sao mập? Nhìn cho con mập á. Thôi ăn cái miếng cuối cùng nha mọi người. Cố lên. Ủa mà sao con ăn họ con nói chuyện nó không nghe tiếng ta. No quá hả? Đồ ăn Uống chặn miếng ngang nước. cổ. Uống miếng nước là lấy giọng. Hai cô cháu mình xin dừng cái video lại tại đây ha. Nếu mà các bạn thấy hay thì làm ơn đăng ký kênh Nhấn and like, nhấn like, subscribe subscribe. and like. Thích thì Thank like, không thích thì you. subscribe nha mọi người. Thank you mọi người. Bye bye. Bye bye.